Hi, xin chào tất cả quý vị và các bạn. Thì tiếp theo cái series video giới thiệu sản phẩm thì ngày hôm nay kinhhome.vn tiếp tục giới thiệu cho quý khách hàng một cái dòng sản phẩm. Sản phẩm này thì khá là đơn giản thôi, là nồi ủ 2,5 lít. Cái mã của nó là KL702 của thương hiệu Kalux ha. Thì thật sự ra sản phẩm này nó rất là đơn giản thôi, nhưng mà do là nhiều khách hàng hỏi và muốn mình chụp hình coi chi tiết sản phẩm đó, thì ngày hôm nay mình sẽ làm một cái video giới thiệu sản phẩm luôn, quay cận cảnh cho các đặc biệt là những khách hàng nữ xem. Khách hàng nữ thì thường hay kỹ tính, muốn tham khảo, thì khi mình mở ra sẽ có phiếu hướng dẫn sử dụng nè, đó, rồi phiếu bảo hành nè, đầy đủ ha, đó. Tiếp sau đó thì mình sẽ mở sản phẩm ra. Thì một cái nồi ủ rất là dễ thương, thì như các bạn cũng đã thấy đó, màu trắng sữa và điểm các cái viền hồng. Mở cái nắp này ra ha các bạn ha, nhớ lưu ý là kéo xuống ha, mở ra ha, đó. Khi các bạn đóng lại thì cũng đơn giản thôi, các bạn xoay, sau đó các bạn thả cái nút này ra thì nó giữ lại ha. Mình chỉ lại nè, ấn cái này xuống xoay ha. Rồi thì nắp bằng nhựa ha, rất là kín, có quai cầm dễ tận tiện. Rồi, một, thứ hai là nắp bằng inox ha, nắp bằng inox, có cái quai cầm cắt nhiệt. Hai, tiếp tục là một cái khay nhựa. Cái khay nhựa này thì để đựng thức ăn, nếu như mà quý vị và các bạn mà có đựng thêm thức ăn cái gì bên trong này, cái ví dụ như nước mắm hay cái gì đó vân vân ha. Và đây cái quan trọng là lòng nồi nha. Lòng nồi có quay sắt, quay sắt này thì quay sắt bằng inox luôn, không có quay phải là quay sắt cắt nhiệt ha. Đây lòng nồi đây. Rồi, ha. Đây là một cái nồi ủ dung tích nhỏ 2,5 lít để hầm cháo cho em bé là thứ nhất nè, giữ nóng thực phẩm nè, giữ nóng canh nè, đó, và giữ lạnh nha quý vị và các bạn, vừa giữ nóng vừa giữ lạnh được. Nó đóng vai trò như là cái tương tự như là cái phích giữ nhiệt, cái bình thủy ngày xưa của gia đình mình thôi, tại vì nó cách nhiệt nha. Cách nhiệt thì nóng thì nó giữ được nóng, lạnh thì nó giữ lạnh lâu hơn. Ok. Thì ở đây quay cận cảnh hay cái một phần để mà giúp giữ nhiệt ha. Thì trong lòng, đây là trong lòng của nồi ha. Đó, bằng nhựa ha. Đó, bên ngoài là nhựa đục ha. Đây. Đó. Mình thấy quay cận cảnh rõ ràng ha, nồi rất là dễ thương. Thì ở đây mình có để sẵn ở đây để cho quý vị xem, là khi mà quý vị muốn nấu cháo cho em bé, quý vị có thể lấy trực tiếp sản phẩm này, là cái lòng nồi của cái nồi ủ nhiệt Kalux KL702 các vị để lên bếp để nấu nha. Lưu ý là lòng nồi này không có kén bất cứ một cái nồi nào hết. Ví dụ các bạn có thể để trên bếp từ cũng được nè, để trên bếp hồng ngoại cũng được nè, và để trên bếp ga cũng được, mình để dùng để nấu nó. Thì sau khi quý vị và các bạn là bỏ thức ăn, bỏ nấu cháo, nấu canh cái gì đó xong, khi mà mình nấu xong sôi lên rồi đó, thì quý vị và các bạn bỏ vô ha. Đó, bỏ vô lòng nồi, đậy kín nắp lại đó, sau đó quý vị và các bạn đóng lại. Đó, thì nó sẽ ví dụ như là mình nấu ong thức ăn, thì khi mà nó chưa có chín đục thì bỏ vô đây, trong cái quá trình mà nó giữ nóng thức ăn á, giữ ấm thức ăn á, thì nó sẽ làm cho thực phẩm chín hơn, rục hơn nữa. Hay là cái nhu cầu của mình chỉ cần là làm giữ nóng thực phẩm thôi, thì thực phẩm nó sẽ nóng trong một nóng hơn, ấm hơn trong một cái thời gian rất là dài. Đó, vài tiếng đồng hồ sau ha. Đó, thì cái video này thì mình cũng chỉ muốn giới thiệu để cho mọi người khi mà muốn không có thời gian để đến cửa hàng hoặc là mua hàng online, là không có xem được sản phẩm thực tế, thì cũng có được một cái video người ta giới thiệu cho mình nó rõ ràng, nó đầy đủ, quay từng ngóc ngách của cái sản phẩm ha. Đó, rất là dễ dàng, rất là đơn giản, rất là thuận tiện. Đó. Ok. Thì mình chỉ giới thiệu sơ qua vậy thôi, tại vì sản phẩm này nó cũng khá là đơn giản. Mình hy vọng là
người cảm thấy đây là một cái video bổ ích ha. Ok, cảm ơn quý vị rất là nhiều.